Tao vất vả lo cho mày ăn học, mà có mỗi việc học mày không làm được là sao hả? Chị chưa hỏi gì mà đã đánh người. Chị có quyền gì mà chị đánh tôi? Mày có to mồm được à? Vậy mày đi học, mày không học mày trốn học, lại có đánh bạn vô cớ, như thế là sao hả? Ai dạy cho mày cái thói tu cô như thế? Bố mẹ mất sớm, tao ngoài việc lo cho mày ăn học, tao còn có trọng trách dạy dỗ mày nên người. Nhà này không có cái thói vô cớ đánh người, vô cớ trốn học như thế. Phải, tôi mất dạy, lưu manh, không ra thể thống gì, vừa ý chị chưa? Mày đi luôn đi, mày cứ gọi mày đi luôn thì đừng có về cái nhà này nữa. Ôi, hạ hỏa, hạ hỏa. Hai chị em có chuyện gì mà to tiếng với nhau thế? Anh đau. Anh ấy, anh suốt ngày bênh nó. Bây giờ ấy, nó lên mặt, nó đi học thì trốn học, lại còn đánh bạn nữa. Giáo viên vừa gọi cho em đấy, tức điên lên được đấy. Ôi, rồi, bình tĩnh đi. Chắc là Bảo Linh nó có chuyện gì đó tí tí, nhỏ xíu thôi, không có sao cả. Anh có mua đồ tẩm bổ cho em đấy. Em ăn đi cho nó bớt nóng nhá. Còn cả anh nữa. Anh ấy suốt ngày mang đồ ăn cho em. Hàng xóm họ nhìn thấy, họ không hiểu chuyện, họ lại nói linh tinh. Anh mà kệ, người ta nói gì kệ người ta chứ. Mình là hàng xóm láng giềng với nhau. Nhà em là hoàn cảnh có mỗi hai chị em thôi. Anh quan tâm một tí có cái gì đâu mà nói. Hơi. Kệ anh. Kệ. Này, cảm ơn. Ăn tăng cả nhá. Anh đi có tí việc đây. Ăn tăng cả nhá, nhớ ăn hết đấy nhá. Con kia, trả đồng hồ cho tao. Đồng hồ nào? Tao không biết. Cô em, nên biết điều một chút đi. Ở cái trường này ấy, em nắm rõ hết phép tắc đúng không? Đừng có dại gì mà động vào chị Đại. Không hay đâu. Nhất là cái loại người đáng khinh như cô em ấy. Này, mày thái độ với ai đấy hả con danh kia? Bố mẹ mày không dạy được mày nên mày láo à? Tao có bằng chứng mày lấy đồng hồ của tao đấy. Tao, đừng có mà gắp lửa vào tay người. Tao đã nói là tao không lấy cái gì rồi. Thử xem. Đồ trộm cắp. Còn không mau quỳ xuống xin các chị đấy tha cho. Nếu không á, mày không sống nổi đâu. Thế đây là cái gì? Mày chối à? Tao nói cho chúng mày biết, chúng mày đừng có mà tưởng cậy đông hiếp yếu, có tiền là thích làm gì thì làm. Tao chỉ cần kiện chúng mày lên ban giám hiệu nhà trường thôi là bọn mày không yên đâu. Ôi trời ơi. Cô em này gan dạ phết nhở. Phải. Đúng là tao không có gì để mất cả. Nhưng mà bọn mày, nếu mà xảy ra chuyện gì ấy, bọn mày không bao giờ lường trước được sự việc đâu. Em tính xử lý nó như nào? Anh sợ nó à? Anh không. Con dãi danh này mà anh phải sợ á. Này, tao nói cho mày biết, mày ý, mạnh mồm y như con chị mày, làm những cái trò dơ bẩn để kiếm sống mày. Sao mày đến trường để mày ăn cắp đồ như này à? Chị em mày ý, là cái loại bần tiện, nghèo hèn, bẩn thỉu. Cái loại nghèo như mày ý, không làm gì cho lắm. Có tí nhan sắc, sao không đi gặp kẻ đại gia như con chị mày ý? Mày. Anh Bảo này, làm sao mà em phải đau khổ như thế nhỉ? Nghe lời anh, hạ mình xuống, nài nỉ chúng nó một tí. Như anh đây này. Em mà như thế sẽ không có ai dám động vào em hết. Tôi và anh không giống nhau. Ê, em đừng có vội mà từ chối như thế. Anh nói thật, nhìn thấy em bị ức hiếp như thế, anh cũng không đành lòng. Bây giờ, em phục tùng một người, em chịu nhục dưới một người, mà cả ngàn đứa khác không dám động vào em. Có phải hơn là một mình em chống chọi lại cả trường không? Rất là phiền. Tôi chẳng việc gì phải đi hạ mình với cái bọn đấy cả. Cùng lắm thì tôi nghỉ học. Thách chúng nó làm gì được tôi đấy. Ui dù, cái gì mà phải nghỉ học. Thôi, đấy, anh nói rồi đấy.
Nếu mà muốn gia nhập nhóm ấy thì gặp anh bày cách cho. Còn bây giờ anh có việc, anh đi trước nhá. Linh, thì ra em ở đây à? Anh cứ đi tìm em mãi đấy. Mà ai đấy? Bạn. Ơ kìa, em đi đâu đấy? Anh có chuyện muốn nói với em. Nếu như mà chuyện liên quan đến chị Châu thì không cần thiết phải nói với tôi đâu. Nào, qua đã. Ngồi xuống đây, anh nói chuyện một chút. Anh biết chuyện em bị bắt nạt ở trường rồi. Nhưng mà em cũng đừng vì thế mà bỏ học rồi là suy nghĩ tiêu cực. Chị Châu ấy, chị ấy rất vất vả để lo cho em đấy, em hiểu chưa? Một câu chị Châu, hai câu chị Châu. Trong mắt tất cả các người, chị Châu lúc nào cũng là một người tốt. Còn tôi chỉ là một đứa mất dạy, vô giáo dục, vô văn hóa thôi chứ gì. Ok, Linh, ý anh không phải như thế. Ôi trời ơi, muốn ra đây để khuyên nhủ nên thành ra lại gây thêm tội, thêm thủ án thế này. Ơi là Tân. Linh, đứng lại. Linh, mày đứng lại đây. Châu, sao đấy? Bình tĩnh lại xem nào, đừng có lúc nào cũng đánh em nó như thế chứ. Con Linh ấy, nó lấy trộm hết tiền tiết kiệm của em, nó chạy đi rồi. Cái gì? Lấy trộm tiền tiết kiệm à? Phải, tiền em tiết kiệm để cho nó đi học đại học. Bây giờ nó mà làm gì dại dột ấy, em không biết phải xoay sở đâu ra nữa. Anh mà đuổi theo nó lấy lại đi. Thôi, được rồi, nhá, để anh đi nhá. Ừ, anh biết rồi. Anh với cả cái con bé bần hàn đấy thì làm sao mà yêu nhau được. Anh không trả thù giúp em thì thôi, ai lại. Ừ, anh biết rồi. Này, Linh đang ở đâu? Cậu có biết Linh đang ở đâu không? Anh làm cái gì đấy? Linh ở đâu làm sao mà tôi biết được? Linh nó nghĩ không thông, lấy hết tiền chị nó dành dụm để chạy đi rồi. Cậu biết Linh ở đâu thì nói tôi biết đi. Cái gì? Ăn cắp tiền á? Gấp lắm rồi. Cậu biết nó ở đâu thì nói tôi biết đi, nhanh nào. Ừ thì... Nhanh, nói đi, Linh đang ở đâu? Thì có, thấy cô ấy đang nói chuyện với tên nào mặc vest sang chảnh lắm. Ở cái đường Tây Trà cái kìa. À, không chừng là cặp với đại gia đấy. Ơ kìa, rốt cuộc là có chuyện gì? Nhà nó nghèo như thế, được bao nhiêu tiền mà tiếc kìa. Nhưng mà anh ơi, anh có chắc là bây giờ em đưa tiền cho anh thì ngày mai sẽ nhận được lãi gấp đôi không ạ? Ừ, đến bây giờ em vẫn chưa tin anh à? Anh nể mặt em là bạn thân của Hoàng cho nên anh mới giúp đấy. Chứ còn người khác nhá, còn lâu đi. À thôi, nếu em không tin ấy, này, cầm tiền về. Nhiều đây thì ăn thua gì em? Dạ, không ạ, em không có ý đó. Chỉ là em không biết bao giờ em mới nhận được tiền gốc và tiền lãi thôi ạ. Nhanh lắm, chỉ cần một tuần thôi là em lấy được gốc rồi. Em yên tâm là lần này là có Hoàng tham gia vụ này nữa cho nên là uy tín. Dạ vâng ạ. Ừ. Dạ em nghe thưa giám đốc. Dạ vâng, em đến ngay ạ. Đấy, giám đốc vừa gọi cho anh bảo là anh đi gom tiền gấp về. Chậm trễ một giây một phút nào ấy là tiền lãi hao hụt chừng ấy đấy. Thôi bây giờ là anh phải đi rồi, chừng nào xong xuôi ấy thì anh báo em với cả Hoàng biết nhá. Dạ vâng, anh đi cẩn thận ạ. Ừ. Tiền đâu? Tiền nào? Tiền em lấy của chị Châu ấy. Hết rồi. Nó cái gì cơ? Tôi nói cho anh biết, anh chỉ là hàng xóm nhà tôi thôi. Anh đừng có vào lúc nào cũng xen vào chuyện gia đình nhà tôi như thế được không? Anh có cái quyền gì hả? Anh đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Em dám nói như thế với anh à? Tôi bảo là anh đừng xen vào chuyện của tôi nữa. Anh lắm chuyện vừa thôi. Bất dạy. Đánh tôi. Chị biết tôi đang làm cái gì không mà chị đánh tôi? Mày làm được cái gì cho tao? Ngoài cái việc mày đi học thì bỏ học, lại còn đánh bạn ra, mày làm được cái gì hả? Là chúng nó cười chê tôi là không có bố mẹ dạy dỗ. Chúng nó sỉ nhục chị.
mà là chị kiếm tiền một cách dơ bẩn. Chúng nó còn xúi giục tôi là đi theo đại gia để có tiền cho chị đấy, nên là tôi mới đánh nó. Mày là em của tao, chúng nó nói như vậy mà mày nghe được à? Là có chuyện gì mày không nói cho tao biết, mày lại tự đi giải quyết hả? Mày có coi tao ra cái gì không? Chính bởi vì chị là chị của tôi nên là tôi không muốn chị bị tổn thương. Người khác nói tôi thế nào cũng được, nhưng mà chị thì không. Chị có biết không, tôi sợ là chị vất vả nên là tôi mới đem hết tiền đi đầu tư. Tôi muốn thay chị kiếm tiền, tôi không muốn chị khổ nữa. Chị có hiểu không? Cái gì cơ? Đầu tư cái gì cơ? Là Hoàng giới thiệu, bảo là có một người anh ấy có một dự án để đầu tư, chỉ cần đưa tiền cho anh ấy là tuần sau sẽ nhận về gấp đôi. Trời ơi Linh ơi là Linh, em cẩn thận bị lừa đấy. Bây giờ em gọi điện lại cho anh ta đi xem thế nào. Làm sao mà lừa được chứ, nhưng mà Hoàng cũng đầu tư mà. Trời ơi Linh ơi là Linh, tại sao ai mày cũng tin, chỉ có mỗi chị của mày là mày không bao giờ tin hả? Châu, em đừng có trách Linh nữa. Bây giờ kẻ xấu nó hay lợi dụng trẻ con, hay lợi dụng học sinh ấy, trẻ người non dạ, suy nghĩ còn non nớt. Bọn chúng lên kế hoạch cả rồi. Linh, em cứ gọi điện lại cho hắn ta, cho yên tâm. Alo, Hoàng à, chuyện... Linh ơi, tôi với cả bà bị lừa rồi ấy. Mẹ tôi biết tôi trộm tiền, bà đánh tôi một trận. Bây giờ gọi hắn ta trốn đâu mất rồi ấy. Bà đưa cho hắn nhiều tiền không? Linh, bà sao rồi? Linh ơi, Linh! Sao rồi? Hoàng bảo sao? Mất hết cả tôi. Tại mày hết, lỗi của mày hết. Mày không dạy dỗ em, mày lên người. Mày không được kiểu gì khỏe cả bố mẹ. Kẻ Châu, em bình tĩnh lại đi. Chị ơi, em xin lỗi chị. Tất cả đều là do em sai hết. Là do em sai. Chị đánh em đi. Anh em các người đi đâu từ sớm đến giờ mà mặt mũi hớn hở đấy hả? Chị biết chuyện gì không? Bạn của anh Tân, anh ấy làm công an, vừa mới báo là bắt được cái bọn tội phạm dụ dỗ học sinh đem tiền đi đầu tư rồi đấy. Em với cả anh Tân vừa lên đồn xác nhận xong lấy lại được tiền rồi. Thật thế á? Đây, em đã vất vả rồi. Công lao của em cả mà. Không cảm ơn anh à? Cảm ơn. Em là em nghi anh có ý đồ gì với chị của em lắm đấy nhá. Chứ làm gì có anh hàng xóm nào tốt bụng đến như thế. Mày ấy, trẻ con trẻ cái, lo mà học đi. Biết cái gì mà ý với trả đồ. Thôi, hai anh em hôm nay muốn ăn gì, chị nấu. Ăn mừng lấy lại được khoản tiền này. Được, nhất trí luôn. Thế thì hai chị em lên cho anh cái danh sách mấy món nhá. Thích ăn cái gì ghi hết ra, xong rồi gửi cho anh cái tin nhắn. Hôm nay vui thế này, không say không về nhá. Để anh phi luôn ra ngoài chợ mua đồ này nhá. Đợi sẵn ngoài đấy, tí là bách đồ về luôn. Anh đi nhá. Nhớ gửi tin nhắn sớm đấy.